Nhằm san sẻ khó khăn, hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, sáng ngày 11 tháng 9, Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thăm và trao tặng 4 máy monitor tại Bệnh viện Dã Chiến số 10, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Về phía Bệnh viện Dã Chiến số 10 có bác sĩ Tô Văn Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện. Về phía Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì Chùa Giác Ngộ, Chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, cùng quý Phật tử thuộc ban điều hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Đại diện bệnh viện, bác sĩ đã trân trọng cảm ơn tấm lòng của các Phật tử Chùa Giác Ngộ và cho biết thêm, máy monitor là trang thiết bị y tế rất thiết yếu, quý giá, hữu ích trong việc theo dõi tình trạng bệnh nhân nặng, bệnh nhân thở máy, bệnh nhân huyết động không ổn. Được biết, từ giữa tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Dã Chiến số 10 bắt đầu đón tiếp các tăng ni là F0 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 300 giường bệnh.